Vâng, em chào toàn thể các quý khách hàng ạ. Và hôm nay tại Quốc Đại Phúc tấn em thì xin giới thiệu với anh chị một tác phẩm Mã Láo Thành Công, hàng đục kỹ, hàng nghệ nhân đục. Tác phẩm này thì bên em chất liệu bằng gỗ cẩm, một gỗ cẩm rất là quý hiếm đấy ạ. Và thì em cũng xin đọc kích thước của tác phẩm bức Mã Láo Thành Công này. Tác phẩm này thì em với kích thước chiều ngang là 1 m, chiều cao là 93 và chiều sâu là 55. Thì đây ạ, em để cái một cụ tế công ở bên cạnh để anh chị xem về cái tác phẩm này của em rất là to này. Đấy ạ, rất là to khủng luôn ạ. Thì tác phẩm gỗ cẩm này thì anh chị nhìn là một loại gỗ có vân rất là đẹp và vân là nhiều vân. Và những cái hàng gỗ quý như thế thì bên em phải đòi hỏi tay người thợ hàng nghệ nhân đục thì mới xứng tầm với cái phôi gỗ hàng đắt này được ạ. Thì đây em xin quay sát vào giới thiệu cho anh chị về cái nét đục cũng như là cái chất gỗ của tác phẩm gỗ cẩm này. Thì đây ạ, em quay đây, ví dụ như một chú ngựa này. Đây ạ, hàng đục kỹ thì anh chị nhìn những nét ngựa đục này nhà em thì anh chị sẽ biết này. Có hàng nghệ nhân đục không? Đục ngựa rất là đẹp, dáng rất là bay và rất là đẹp đấy ạ. Và đây em quay sát vào để cho anh chị xem vân. Đây ạ, vân gỗ cẩm đây chị nhá. Vân rất là đẹp ạ. Đây ạ, vân đây. Gỗ cẩm này rất là đẹp. Đây là em đang tác phẩm này thì em mang PU bóng mờ 100 thì nó sẽ nó hơi mờ mờ, nó không được bóng. Nếu anh chị nào thích mua sơn hàng bóng thì em sẽ lại sơn lên hàng bóng cho anh chị để anh chị chơi tác phẩm này. Đây anh chị ơi. Tiếp theo là đây, em quay từ trên xuống cho anh chị xem này. Đấy. Chú ngựa nhảy lên trên đây, vân gỗ rất là đẹp này. Mặt ngựa và những búi tóc cũng như là cái những cái cơ ngựa, cơ bắp của ngựa đấy ạ, nhìn rất là đẹp ạ. Đó, anh chị thấy không ạ? Đây, nó quay trên chỗ này. Và tác phẩm như thế này thì anh chị trưng về trong nhà thì rất là tuyệt vời ạ. Và tác phẩm này thì anh chị nào muốn đặt kỳ thì bên em có thể là đóng thêm một cái kỳ để trưng lên tác phẩm này lên, để lên thì cho nó đẹp. Thì bức Mã Láo Thành Công này thì anh chị có thể là kê ở sảnh lớn nhà mình hoặc là kê ở chỗ công ty nhà mình hoặc chỗ cửa hàng cửa hiệu đấy ạ. Thì sẽ mang đến rất là nhiều thành công trong cuộc sống cũng như là trong phát triển công ty nhà mình. Thì đây em quay một vòng nhá, một vòng đằng sau ạ. Đây ạ. Đây, tám chú ngựa thể hiện cho sự sức mạnh đấy ạ, sức mạnh bền bỉ và thành công trong cuộc sống đây. Đây mặt sau đấy ạ. Có cả một khối gỗ to khủng như thế này. Đấy, hàng liền 99,9% ạ. Không có thể không có gì 100% cả thì em thấy 99,9%. Thì đôi khi đục những cái phôi gỗ này đục lên thì chế tác lên thì cũng có một cái phần gì nó sứt mẻ gì đấy thì bên em cũng có thể là xử lý chứ không thể là hoàn thiện hết được 100% được. Nhưng mà 99,9% những cái tác phẩm như thế này thì anh chị thấy chưa, là rất là tuyệt vời rồi. Hàng đục kỹ và sắc nét nha, hàng nghệ nhân đục với chị nhá. Đấy, chị có thể là đục chụp ảnh màn hình và gửi cho những cái bác nào mà chuyên về đục ngựa hoặc là bác am hiểu về những cái nét đục cao thì anh chị cho nhìn và xem cái bức này của em hàng đục gỗ kỹ và đẹp không. Đấy, tác phẩm này bằng chất liệu gỗ cẩm thì em xin lại đọc lại cái kích thước của tác phẩm này ạ. Kích thước với chiều ngang là 1 m, cao là 93 và chiều sâu là 55, chất liệu của gỗ cẩm. Đó, rất là tuyệt vời ạ, rất là to chị nhá, rất là to nhá. Anh chị nào mua thì có thể là bên em khuyến mại cho thêm một cái kỷ. Rồi anh chị nào muốn đặt hàng thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại của bên cửa hàng em ạ, với số điện thoại 0389 889968 ạ, để được sở hữu tác phẩm nhất mã à quên bát mã phi thiên này và Mã Láo Thành Công này ạ. Chất liệu bộ gỗ cẩm vân cực đẹp này ạ. Vào đây anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là giúp bên em ạ, số 0389 ạ, 889968 anh chị nhá. Đấy, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã đến xem và ủng hộ cô đẹp phúc tấn của bên em ạ. Và anh chị là mà có Zalo thì có thể kết bạn Zalo chụp ảnh màn hình để em gửi lại hình cho anh chị ngắm tác phẩm này. À, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Chúc anh chị một ngày thật là tốt lành.
phát tài phát lộc ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo.